Mời quý vị theo dõi bài viết có tiêu đề Lâm Sơn vừa bắt quả tang vợ ngoại tình trong đêm. Thưa quý vị, vụ việc bắt ghen hy hữu này xảy ra tại xã Ebon, huyện Krông Anna, Đắk Lắk, gây xôn xao dư luận nhiều tháng qua. Người bị bắt ghen có đơn tố ngược lại phía đi bắt ghen. Công an huyện Krông Anna đã khởi tố vụ án hình sự tội cố ý gây thương tích để điều tra. Ngày 4 tháng 4, chúng tôi về xã Ebon tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Quốc Linh, trưởng công an xã Ebon xác nhận có sự việc bắt ghen nói trên. Ông Linh cho biết, tối 28 tháng 6, 2016, ông nhận được tin báo tại thôn Hòa Đông xảy ra vụ xô xát liên quan đến việc bắt ngoại tình. Ông đã giao cho hai công an viên là Nguyễn Minh Tâm và Lê Quang Hòa Linh đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi đến nơi, hai công an viên thấy Nguyễn Văn Cường, 26 tuổi, trú tại thôn Hòa Trung, cùng với hai anh trai là Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đức Lành và một số người thân đang giằng co, lôi kéo anh Ca, 37 tuổi, khi anh này đang trong tình trạng không minh giải về thân. Hàng trăm người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Việc giằng co kéo dài, sợ gây mất an ninh trật tự, công an viên đã xịt hơi cay giải tán đám đông, sau đó lập biên bản vụ việc, lấy lời khai nhân chứng trong đêm. Toàn bộ biên bản tang chứng vụ việc sau đó được chuyển lên công an huyện Krông Anna thụ lý để điều tra do quá phức tạp. Anh Nguyễn Quang Cường kể, đêm xảy ra sự việc, anh đang lái xe đi làm thì nhận được điện thoại của anh trai báo vợ của mình đang ngoại tình với Ca. Cường vội chạy về và cùng hai anh trai chạy xe máy đến ngôi nhà Quang. Theo Cường, khi cả ba ập vào thì thấy Ca và vợ của mình trong tình trạng không minh giải che thân. Quá bức xúc, Cường cùng với người thân đã xông vào khống chế, kéo Ca ra ngoài đường cho mọi người chứng kiến. Ca dùng giấy bỏ chạy dẫn đến tất cả cùng té ra đường. Công an xã đến xịt hơi cay bù bịch, Ca chạy thoát vào trong đêm tối. Anh Nguyễn Minh Tâm, công an viên xã Ebon cho biết khi xảy ra sự việc, anh là người ở gần đó nên chứng kiến gần như toàn bộ vụ việc. Khi có mặt tại hiện trường, tôi thấy Cường cùng với người nhà kẹp nách Ca kéo ra đường. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là hai bên gây gổ đánh nhau, nhưng sau khi nghe người dân bảo Ca có quan hệ bất chính với vợ của Cường bị bắt quả tang. Tôi chỉ thấy hai bên giằng co, giật lộn nhau rồi ngã xuống đường. Anh Nguyễn Khắc Phụng, nhà ở đối diện ngôi nhà Quang kể, tối hôm xảy ra vụ việc, khi chưa xảy ra việc bắt quả tang, anh thấy một xe Sirius dựng trong sân ngôi nhà Quang nên tò mò sang xem. Khi vào sân thì thấy H, tức là vợ của Cường, đang ở trong ngôi nhà nên hỏi, mày vào đây làm gì? H trả lời, em nhớ nhà nên về thăm. Theo anh Phụng thì, sau khi anh về nhà không lâu thì nghe tiếng hô, bắt lấy nó, phát ra từ ngôi nhà Quang. Anh chạy ra thì thấy rất đông người tụ tập. Ca thì đang bị người nhà của Cường kẹp nách kéo ra ngoài đường. Lúc đó Ca dùng giấy chống cự và còn luôn miệng hét lên, chém chết thằng cu đen cho tao. Một số người dân lao vào đánh Ca bình bịch. Anh Phụng cho biết thêm, công an huyện Krông Anna đã hai lần mời anh đến lấy lời khai làm chứng. Sự việc xảy ra thế nào tôi khai thế đó, có cả trăm người chứng kiến, chứ đâu phải riêng mình tôi mà ưng khai thế nào cũng được. Phụng nói và cho biết, sau đó Ca có tìm đến nhà anh cùng một vài đối tượng xăm trổ, hăm he dọa nạt anh cùng với gia đình. Ông Nguyễn Quốc Linh, trưởng công an xã Ebon, cho biết sau khi xảy ra vụ việc không lâu thì công an huyện đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và tiến hành khám xét nhà anh Nguyễn Đức Lành, anh của anh Cường, và nhà của Nguyễn Đức Tuấn, hàng xóm Cường. Hôm khám xét, công an xã chỉ được mời tham gia bảo vệ bên ngoài. Việc khám xét diễn ra thế nào chúng tôi không chứng kiến. Anh Nguyễn Đức Tuấn cho biết, hôm đó công an đến đọc lệnh khám nhà vì cho rằng Ca và H bị bắt quả tang quan hệ bất chính trong nhà Quang, anh có quay clip lại. Tuy nhiên, khi khám được 15 phút thì công an tra về vì không thu được clip nào cả. Còn theo anh Nguyễn Đức Lành, anh của anh Cường, hôm đó có hai xe biển xanh cùng rất đông công an ập vào nhà anh. Lúc này vợ của anh mới sinh con được một tuần, anh xin không khám xét nhưng về phía công an vẫn làm. Vợ của anh do hoảng sợ nên đã ngất xỉu. Lúc này lực lượng khám xét mới tra về và cũng không thu được gì. Anh Cường cho biết sau khi bị bắt quả tang, trong đêm đó vợ anh đã dọn đồ đạc lên phố thuê phòng ở và không còn trở về nhà nữa. Sau đó anh cùng với người thân đã theo dõi và tiếp tục bắt quả tang H và Ca quan hệ bất chính tại phòng trọ ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Lần này rút kinh nghiệm, chúng tôi đã báo công an phường đến lập biên bản, quay được clip. Khi công an phường đang lập biên bản sự việc thì một công an thành phố Buôn Ma Thuột xuất hiện
lấy toàn bộ hồ sơ, thu giữ luôn hai điện thoại của tôi và người thân. Theo anh Cường, việc bắt quả tang lần 2 xảy ra vào cuối tháng 11 năm 2016, nhưng đến nay không thấy công an thành phố Buôn Ma Thuột có trả lời gì. Ngày 5 tháng 4, chúng tôi đã liên hệ làm việc với công an phường Khánh Xuân và công an thành phố Buôn Ma Thuột để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, hai cơ quan này không trả lời vì lý do phải có ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Ngày 4 tháng 4, chúng tôi đã gặp và trao đổi với Đại tá Nguyễn Quang Dâm, trưởng công an huyện Krông Anna, Đắk Lắk để làm rõ vụ việc. Ông Dâm xác nhận đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại xã E Bông. Vụ việc đã được báo lên ban giám đốc công an tỉnh. Chúng tôi mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố được bị can vì trong đêm tối biết đường nào mà lần. Giờ thằng bị đánh cũng không xác định được người đánh nên gây khó cho cơ quan điều tra. Mình cũng muốn làm cho dứt điểm vụ này, ông Nhâm nói. Ông Nhâm cũng xác nhận thêm có việc khám xét nhà các nhân chứng. Gia đình nhà đó nói có quay phim, chụp ảnh, anh em đến động viên nộp nhưng họ không nộp nên chúng tôi đã bàn với viện kiểm sát và thống nhất ra quyết định khám xét nhà. Ông Nhâm cho biết khi khám xét không lấy được chứng cứ là clip do gia đình không giao nộp. Tất cả án tại hồ sơ, khi nào có kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp. Quan điểm của tôi là tất cả việc làm của cơ quan điều tra là đúng, có sự giám sát đồng tình của viện kiểm sát.